đồng quần. Mau chữa lành bệnh. Mẹ chờ con. Dạ. 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 Mẹ. Mẹ ở lại. Giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Nha mẹ. Kiên à. Dạ. Cậu Tiến đâu rồi? Dạ hồi sáng giờ em cũng không thấy. Dạ em chào anh. Từ hôm qua giờ cậu đi đâu? Dạ thưa anh, qua nay giờ em vô trong bản, em tìm hiểu thêm một số thông tin. Tính từ thời điểm cháu bé bị mất tích tới giờ đã là 26 tiếng rồi. Tôi nghĩ là chúng ta nên báo cáo cấp trên và xin ý kiến. Dạ em cũng nghĩ như vậy. Ừ. Anh ơi, hồ sơ vụ án em làm xong rồi, bây giờ chờ anh ký rồi em gửi ở bên kia luôn á. Mấy chú ơi, mấy chú ơi. Ủa, mấy chú ủa, ơi bé. Trời ơi, từ hôm qua tới giờ con đi đâu? Con có biết là ba mẹ và các chú lo cho con lắm không? Dạ con biết, nhưng mà con không về được. Chú này muốn giết con. Là anh Mảnh. Chuyện này là sao? Mẹ con, chắc là con sợ quá cho nên con ăn nói lộn xộn đúng không? Có phải con quỷ bắt cóc con rồi chú này đến cứu con đúng không? Dạ không phải. Chú này giết Gia Lan vì con thay, cho nên chú sợ, chú muốn giết con để bịt đầu mối. Nhưng mà chính chú quỷ đã cứu con. Nếu chị ma không đến kịp thời thì chú này đã giết chết con rồi. Thôi được rồi, con cứ bình tĩnh, từ từ kể đầu đuôi câu chuyện cho chú nghe. Dạ, chú này muốn giết chết con. Chị ma đã thôi miên. Chú này đã bị mất trí nhớ tạm thời. Mấy chú đem nhốt chú này lại đi. Không thôi chú này giết con á. Cậu Mảnh, cậu có gì để nói không? Giết nó. Nó biết hết rồi. Phải giết nó. Nó biết hết rồi. Giết nó. Tạm thời giữ anh ta lại, chờ khi cậu ta tỉnh mình lấy cuối cùng sau. Dạ em biết rồi. Đi. Cậu Tiến. Dạ. Cậu đến nhà bé An, thông báo cho người nhà biết là chúng ta đã tìm được cháu rồi, cho người nhà yên tâm. Dạ. Còn cháu, đi ra ngoài này với chú nha. Thằng Mạnh giết Gia Lan. Dạ. Nó dám giết người diệt khẩu sao? Vàng ơi, nãy giờ mà con nói mà ông không nghe sao? Hỏi đi hỏi lại hoài vậy? Ta phải đi hỏi tội nó. Nè, giờ này á, ông đã bị thằng bé đưa đến đồn công an rồi. Ông lo cứu chú quỷ của con đi. Chú quỷ của con mệt lắm, chú quỷ chịu không nổi nữa rồi. Chú quỷ của người? Ừ. Vàng ơi, mau dẫn ta tới đó, nhanh lên. Khoan đã, ông chờ con một chút nha. Không phải là người nói đang gấp lắm sao? Không, chuyện này quan trọng hơn, đợi con một chút nha. Một chút xíu thôi, chuyện này gấp hơn nhiều. Chị Lan Trinh ơi, chị Lan Trinh ơi. Thường ngày chị ở trong phòng mà, sao trong lúc gấp không có ai hết trơn vậy? Giờ mình phải làm sao đây? Không được, mình phải đi kiếm chú quỷ mới được. Trong đây, mình để trong đây, thế nào chút nữa chị về cũng thấy. Cái gì?
thằng Mảnh đầu thú. Không phải thằng Mảnh ra đầu thú, mà là bị thằng bé bắt về nộp cho công an. Vô lý, quá vô lý. Thằng Mảnh không thể nào thua một đứa con nít. Tất cả nhân chứng đều nhìn thấy đứa bé cột tay thằng Mảnh dắt đi trên đường, và nó thì ngoan ngoãn như một con chó, không một chút kháng cự. Theo suy đoán ban đầu, thằng Mảnh đã bị ai đó khống chế, tạm thời mất đi tri giác. Nói như vậy, bên phía công an vẫn chưa hỏi cùng được. Không thể hỏi cùng thằng Mảnh, nhưng đứa bé đã rành rọt khai tất cả. Từ chuyện mà thằng Mảnh giết già làng, cho đến chuyện mà muốn giết đứa bé để diệt khẩu. Cảm ơn anh. Nếu không còn gì, tôi phải về đồn gấp. Đêm nay tới ca tôi trực, tôi xin phép đi đây. Khoan đã, mấy hôm nay có ai gửi thông tin tố cáo gì khác không? Ý anh muốn nói cái gì nữa vậy? Một email tố cáo hay là một cái USB chẳng hạn? Tôi không thấy gì hết. Vậy thì tốt, tôi hay lo xa quá thôi. Cảm ơn anh. Xong rồi, tôi đi đây. Đành phải thi chốt thôi. Thầy Mo, ông đưa chú Quỷ đi đâu vậy? Đường này lạ quá à, mà con chưa đi lần nào hết á. Thầy Mo, con hỏi ông có nghe không? Sao ông không trả lời? Người có thấy tập mệt thở không ra hơi không còn hỏi nữa. Lo mà đi nhanh lên, không kịp bây giờ. Thôi được rồi, mà con không hỏi nữa, dữ quá à. Ủa, thầy Mo, nhà ai vậy thầy? Ta nói là ngươi không được nói nhiều mà, im lặng. Hơn đi. Hơn đi. Ai vậy? Sao giờ này con phá cửa nhà người ta? Là tôi, ai quên đây, mở cửa đi. Ông làm cái gì vậy? Nửa đêm đàn ông mà dám đột nhập vô nhà người ta. Có tin tôi la lên cho con Mai Trâm nghe không? Mà nói tầm bậy cái gì vậy? Làm ơn mở cửa đi. Cứu Sơn Duy, Sơn Duy sắp chết rồi nè. Sơn Duy. Sơn. Vô trong rồi nói chuyện. Đi. Âu Quân, đây là con Quy mà. Sao lại nói là Sơn Duy? Ừ, đúng rồi, đây là chú Quỷ của con, không phải ba con đâu. Ba con hả? Con là con của Hơ Lan hả? Sao dì biết vậy? Ủa, dì biết mẹ con hả? Con thật sự là con của Hơ Lan với Sơn Duy hả? Sao A Quang và mọi người nói con chết rồi? Dạ đúng rồi, con chết rồi. Con chết từ lúc con mới sanh á. Là sao? Vàng ơi, là con chết rồi. Con không phải là người, con là ma. Hai người im lặng đi, để tôi tập trung cứu Sơn Duy nè. Quân bảo mà tới đây là chết cả đám đó. Thầy ơi, con là y tá, để con phụ thầy nha. Sao không gian bữa nay yên ắng quá vậy ta? Giống như trước khi bão tới là sẽ có một cái khoảng không yên lặng vậy đó. Không được suy nghĩ nhiều. Là do bị Kỳ Phương hù bữa giờ thôi. Không có gì hết, không có gì hết. Không có gì hết.
Ok, đi ngủ là sẽ không nghỉ nữa. Ủa, cái USB này đâu phải của mình ta? Cái này là của Kỳ Phương mà. Hôm qua mình đọc sách đâu có đâu. Trong này toàn là bằng chứng phạm tội của Quân Bảo. Cái này mà đưa cho công an là mọi chuyện kết thúc. Mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng mà bây giờ Kỳ Phương ở đâu rồi? Kỳ Phương ơi, nghe máy em đi mà. Trời ơi, lúc này nó đâu vậy Kỳ Phương? Trời. Bình tĩnh đi Lan Trinh, bình tĩnh. Tại sao không có sóng lúc này chứ? Đúng là anh Sơn Duy thật rồi. Tuy gương mặt và cơ thể bị chai sen, nhưng tôi dần nhận ra. A Quang à, bằng mọi cách ông phải cứu được Sơn Duy đó. Chú Quỷ là chú Sơn Duy. Vậy chú là ba của con. Thầy Mo, chuyện này là sao? Con không hiểu. Mà con chết thành quỷ rồi, sao lại chết thêm lần nữa được? Chú Sơn Duy chưa chết, chú ấy là người chứ không phải là quỷ đâu. Chị nói sao? Ba em chưa chết hả? Ừ. Vì ma quỷ thì không có mạch đập và cũng không có máu. Nói vậy, ba của em là người. Vậy là ba mẹ em được chung sống với nhau, không phải giống như em với anh Kỳ Phương, tình người duyên ma đúng không? Nhưng mà hiện giờ chú ấy đang bị trúng độc rất là nguy kịch, e là sẽ không qua được. Không qua được cũng phải qua được. Không phải con là y tá do Nhất Quyền này sao? Phải cứu bằng được Sơn Duy. Con và thầy Mò đã cố gắng hết sức, nhưng mà chất độc của chú Sơn Duy mắc phải là chất kịch độc. Uổng công ta cho mi đi học, mi lại nói chuyện với ta như vậy đó hả? Không được trách mẹ Trâm. Con bé cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nếu như không phải Sơn Duy sống mấy chục năm trong rừng, có một sức khỏe cường tráng, từng trúng độc nhiều lần như vậy và cũng biết cách giải độc cho mình, thì không thể nào cầm cự tới bây giờ đâu. Chú Quỷ ơi, không, ba ơi, ba không được chết đâu nha ba. Ba còn chưa biết con là con của ba, ba chưa gặp mẹ nữa. Ba có biết không, mẹ đợi ba mấy chục năm nay rồi. Ba ơi, ba đừng có chết nha ba ơi, ba tỉnh dậy đi ba ơi, con xin ba đó ba ơi. Chị Mai Trâm ơi, chị đưa ba em ra nước ngoài chữa bệnh giống như anh Đông Quân đi. Chẳng phải chị nói ra nước ngoài chữa bệnh tốt lắm sao hả chị? À phải rồi A Quân, đem Sơn Duy ra nước ngoài chữa trị đi. Tôi không muốn Sơn Duy phải chết thêm một lần nào nữa đâu. Ba không được chết bỏ mẹ đâu ba. Ba mà chết đó, ba có thành ma, con không chơi với ba đâu. Ba tỉnh dậy đi. Ba.
Thầy Mo, con có ý này. Hay là mình đưa chú Sơn Duy lên thành phố chữa bệnh đi. Ở trên thành phố con có quen được nhiều thầy cô ở trường đại học. Thầy cô giỏi lắm, thầy cô còn thương con nữa. Nhiều khi thầy cô có thể giúp được mình đó thầy. Nhưng làm sao chúng ta có thể qua mặt được quân Bảo? Nếu như hắn ta biết chúng ta đưa Sơn Duy về thành phố, hắn sẽ tìm mọi cách để cản trở chúng ta. Con sẽ nhờ xe cấp cứu của huyện mình đưa chú Sơn Duy đi liền trong đêm. Con nghĩ là ông Quân Bảo sẽ không biết chú Sơn Duy còn sống đâu. Phải đó. Mai Trâm, gọi điện nhờ liền đi con. Dạ. Ba ơi, ba. Sơn Duy, mày phải sống. Mày phải sống để còn gặp tao và Hơ Lan nữa. Ba, ba khởi hành vào sáng mai sao? Gấp như vậy con sợ. Ba đã chuẩn bị cho ngày này hơn 30 năm rồi, và cũng đã lên kế hoạch chu đáo cho hành trình này. Chỉ là khởi hành sớm hơn mấy ngày thôi. Nhưng theo ba nói, tình hình bây giờ rất là rối. Chú Mạnh đã bị bắt rồi. Lỡ như chú ý khai ra tất cả thì sao hả ba? Nó sẽ không khai đâu. Nhưng nếu tình huống xấu nhất xảy ra, ba sẽ biến mất với kho báo tìm được. Con yên tâm, bỏ nơi này ba vẫn có khả năng làm lại từ đầu. Nhưng còn con thì sao? Con không sao đâu. Chiếc USB đó ngày nào chưa lọt vào tay công an. Con vẫn ở đây tiếp tục điều hành công việc của ba. Đường dây mua bán vẫn nhịp nhàng. Các đại lý mua bán của ba rất uy tín. Con không cần phải lo đâu. Nhưng lỡ chiếc USB đó lọt vào tay công an thì sao? Có phải là con cũng bị bắt không? Chuyện đó sẽ không xảy ra. Hoặc nếu có xảy ra, con cứ chối, không biết cái gì hết. Mọi tội lỗi con có đổ hết cho ba. Còn con cứ trở về trường y, tiếp tục là một cô sinh viên. Ba mới vừa chuyển vào tài khoản của con một số tiền lớn. Con cứ yên tâm học và đợi tin ba. Mới có mấy ngày mà ba đã tính đâu vào đó rồi. Ba thật là chu đáo. Như vậy thì con cũng đỡ lo. Đó chỉ là phương án dự phòng thôi. Lỡ khi bất trắc xảy ra, con không cần phải lo lắng. Ba chỉ phiêu lưu một lần này thôi. Tìm được khu mộ voi, ba sẽ chấm dứt hết các hoạt động mua bán, tập trung vào việc thành lập bảo tàng. Ba, hay là ba dừng lại đi. Con thấy cơ ngơ của mình đâu có thiếu thốn gì nữa đâu. Với lại vụ án đã xảy ra mấy chục năm rồi. Bây giờ ba ra đầu thú thì con nghĩ cùng lắm thì ba ở tù có mấy năm rồi ba lại ra với con. Chứ bây giờ như vậy con vẫn thấy sợ. Nhiều lần ba đã muốn dừng lại, nhưng mà không thể còn đường nào quay lại đâu con. Với lại nghe tâm nguyện của ông nội con, ba nhất định phải làm cho bằng được. Con gái cứ yên tâm, xong sự việc lần này ba sẽ trở về với con, rồi gia đình mình sẽ cùng nhau sống an lành hạnh phúc. Con mong ba sẽ thành công. Bà nhớ là về sớm với con nha. Anh Kỳ Phương. À, mẹ đã khỏe chưa? Sao lên nhanh vậy? Dạ, cảm ơn chú đã hỏi thăm. À, cũng nhờ trời, mẹ của con chỉ bị gãy xương thôi à, không nghiêm trọng lắm. Vậy thì may quá. Mấy bữa nay em với chị Lan Trinh có lo lắng. Nghe bác không sao, em nhẹ cả người. Đi đường xa mệt rồi, con vô phòng rửa mặt nghỉ ngơi. 15 phút nữa gặp chú ở phòng khách. Dạ.
Thật là đúng lúc. Bà thấy chuyện này có đáng nghi không ba? Con thấy đáng nghi chỗ nào? Con nghi là mẹ của anh Kỳ Phương bị bệnh là giả. Có khi nào ảnh lợi dụng chuyện này về thành phố và cung cấp thông tin cho công an không ba? Con học thói đa nghi từ lúc nào vậy? Không phải lúc trước con rất tin Kỳ Phương sao? Con đang nghi hồi nào đâu. Tại vì từ khi ba giao quyền thừa kế cho con thấy mình đó phải cẩn thận hơn. Cẩn thận là tốt, nhưng nghi ngờ thì không giải quyết được gì. Cho con một tin mừng là Kỳ Phương không có nói dối. Mẹ của nó bị xe đụng thật và có chở vào bệnh viện thật. Bà ta bị gãy chân, chứ không phải đợi nó nói ra thì ba mới biết đâu. Vậy là ba cho người theo dõi anh Kỳ Phương? Nếu nghi ngờ thì phải giải tỏa ngay. Đây là bài học ba muốn dạy con đó. Kỳ Phương không nói dối con chuyện này, vậy có nghĩa là cái chuyện anh yêu con là thật luôn hả ba? Chuyện này thì ba không chắc ăn với con được đâu. Tự hỏi trái tim của mình đi. Bây giờ ba phải vào trong chuẩn bị cho ngày mai. À, con có thấy Lan Trinh đâu không? Sáng giờ ba không thấy cô ấy. À, con cũng không thấy luôn. Nè em, em chạy nhanh giùm chị được không em? Gấp lắm rồi em ơi. Em chạy nhanh lắm rồi đó chị. Chị không thấy em chạy nhanh hả? Chị biết mà ráng giúp chị đi, chị năn nỉ luôn á. Rừng núi này nguy hiểm lắm, chạy nhanh không chừng ẩu là xảy ra tai nạn đó. Nhưng mà chị đang có chuyện quan trọng cấp bách lắm. Giờ chị có một chuyến xe duy nhất, chị mà bỏ lỡ là chết chị luôn đó em. Ủa mà chuyện gì gấp phải về thành phố vậy chị? À, chị phải về để coi mắt. Nếu mà chị bỏ lỡ mối này là chị ở giá suốt đời luôn đó. Em thấy quan trọng không? Quan trọng, rất quan trọng. Đúng rồi. Chị ngồi cho chắc nha. Ok. Đi kiếm khắp ở Hoa Viên cho đến nhà bếp cũng không thấy đâu. Lan Trinh đi đâu vậy kìa? Bích Hà cũng nói là đi kiếm Lan Trinh từ sáng tới giờ. Là mà con chưa không ai hết. Dặn bao nhiêu lần là không có được đụng tới mấy ảnh của anh mà. Mà con ra anh Kỳ Phương nói nghe nè. Mà con Mà con anh Kỳ Phương về rồi nè, không ra mừng anh sao? Không chịu ra hả? Mà con ơi, Mà con ơi, Mà con ơi, Mà con chuyện gì đã xảy ra vậy trời? Sao tự nhiên mọi người biến đâu hết trơn vậy kìa? Bây giờ không có Lan Trinh làm sao mình giải quyết được chuyện này đây? Dạ, chú gọi con. Lời đề nghị của chú con suy nghĩ như thế nào rồi? Dạ, chẳng phải là con cũng đã trả lời chú rồi sao? Con đồng ý rồi mà.
Có nghĩa là con chấp nhận từ bỏ lý tưởng, từ bỏ sự nghiệp phóng viên của mình để làm con rể của chú, và sẽ toàn tâm toàn ý thay chú chăm sóc cho gia sản và sự nghiệp này. Để đối phó con cáo già độc ác này, đành phải chơi trò tiểu nhân vậy. Dạ, những ngày mà con chăm sóc mẹ con ở bệnh viện, con cũng đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của chú. Con thấy chú nói đúng, đồng tiền quyết định tất cả mọi thứ, thậm chí cả sinh mạng của con người. Dạ, chú đã tin tưởng giao phó trọng trách này cho con. Con quyết không bao giờ làm phụ lòng chú đâu. Tốt. Nếu con đã dứt khoát chọn con đường đi riêng của mình rồi, thì ngày mai chú cho con tham gia chuyến đi săn. Đi săn? Không phải là săn thú bình thường, mà là săn kho báu. Con đi theo chú, con sẽ không bị thiệt đâu. Ông Quân bảo rủ mình đi săn cùng, cho thấy tình hình hiện giờ mình cũng đã chiếm được lòng tin của ông Quân bảo rồi. Đây là cơ hội tốt để tiếp cận nguồn thông tin, truy tìm chứng cứ. Nhưng mà Lan Trinh ơi, em đâu mất tiêu rồi vậy? Có khi nào Lan Trinh gặp chuyện gì rồi không ta? Và lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà mất sống là sao? Vô đi. Em tìm được Lan Trinh chưa? Em tìm hết rồi mà vẫn không thấy Lan Trinh đâu hết. Ba em nói có thể là Lan Trinh vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ anh cho nên đã về thành phố rồi. Ủa sao kỳ vậy ta? Nếu như về thành phố á thì ít ra Lan Trinh cũng phải thư qua ba em một tiếng chứ, đâu thể nào về lén lút như vậy được. Em cũng thấy khó hiểu giống như anh vậy đó. À mà khoan đã, khoan nói chuyện này. Ba em nói anh qua phòng của ba em á để bảo vệ bí mật tất cả những người đi săn cùng ba, sẽ tập trung ở một nơi kín đáo, tránh gây chú ý ồn ào cho những người khác. Tập trung ở một nơi kín đáo à? Ừ. Là nơi nào? Bà cũng chưa nói cho em biết nữa. Chú của tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân bị trúng chất kịch độc, may mà chúng tôi đã ngăn chặn không cho chất kịch độc xâm nhập vào tim. Chúng tôi đang cứu chữa với mức độ cao nhất. Bác sĩ ơi, tôi cầu xin bác sĩ hãy tận tình cứu sống ông ấy, bao nhiêu tiền cũng được hết. Xin chị cứ yên tâm, ở đây đối với ai chúng tôi cũng tận tâm, huống hồ bệnh nhân lại là người nhà của Mai Trâm. Mọi người càng phải tận tâm hơn, không có sao đâu. Xin phép. Dạ. Yeah. Xem ra bệnh tình của Sơn Duy nặng lắm. Đây là số gian dành dùm của ta, con coi thử có đủ không? Dạ chắc là đủ, nhưng mà không đủ cũng không sao. Trước khi đi thầy Mo đã đưa cho con một số vàng, thầy nói có chuyện gì cứ bán đi để lo cho chú Sơn Duy. Ông Quang đúng là người tốt, hết lòng hết dạ với bạn bè. Vì mà bấy lâu nay ta cứ nghi ngờ, trách móc ông ấy. Cô à, nếu mà bây giờ cô đã hiểu ra thì cô hết giận thầy rồi. Thật ra ta chưa bao giờ ngừng yêu ông ấy hết. Ta hận là gì? Ta hiểu lầm ông ấy đã lừa gạt ta thôi. Vậy thì may quá. Xong chuyện này rồi, cô về nhà
cô cưới thầy Mo nha cô. Nói bay à, già cả hết rồi cưới xin cái gì. Mà dù ta chịu, biết A Quân có chịu hay không? Dạ chịu chứ, thầy A Quân nói với con rồi. Thầy nói thầy đợi cô, thầy vẫn yêu cô như ngày nào vậy đó. Mi nói thiệt không? Con nói thiệt mà cô. Giờ này mà còn nói tới cái chuyện đó làm cái gì? Lo cho Xuân Duy trước đã. Dạ. Việc Quân Bảo giết Già Lan, đứa bé con của bà Ca Thi, cũng như hại Sơn Duy đã làm cho thần linh tức giận. Ta không thể làm ngơ trước những tội ác của hắn. Chuyến đi ngày mai, ta sẽ dùng hết tất cả năng lực của mình để kết thúc mọi chuyện. Mẹ có biết là đêm nào con cũng ngồi đây nhìn mẹ ngủ không? Nếu như không bị thầy Mo cấm, là con đã nói với mẹ con là con của mẹ rồi. Nhưng mà không sao, con chỉ cần mỗi đêm ngồi nhìn mẹ ngủ như vậy thì con cũng vui lắm rồi. Mẹ có biết là con thương mẹ nhiều lắm không? Con cũng đắp lá này lên mặt mẹ hết đó, mà mẹ đâu có biết đâu. Mai mốt á, khi mẹ nhìn gương, thế nào mẹ cũng sẽ ngạc nhiên, sao mình lại trẻ đẹp như vậy ta. Mẹ biết không, mấy cái lá này nè, hay lắm á. Mẹ của con sẽ được đẹp như xưa, đẹp như cô Hoa Lan yêu chàng Xuân Duy vậy đó.
Father, bây giờ tất cả mọi người cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi chút xíu đi. Chúng ta có thể dựng liều nghỉ quân tại đây, sáng mai chúng ta có thể tiếp tục. Dựng liều đi. Kỳ Phương, ta muốn nói chuyện với ngươi. Theo ta. Lời nguyền ta đã kể hết cho ngươi nghe rồi đó. Từ lúc hiểu chuyện, tôi vẫn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với dì Hơ Lan. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ cái kết lại có hậu, giống như trong chuyện cổ tích vậy. Cả Bích Châu và chú Sơn Duy đều còn sống, dì Hơ Lan chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. 20 mấy năm ngậm đắng nuốt cay rồi, ta cũng chỉ đợi đến ngày hôm nay. Ngươi có biết, để qua mắt được quân bảo, ta đã nuôi nấng Bích Châu vất vả như thế nào không? Con bé phải uống thuốc lá mề pha nước cơm, ngày ngủ đêm thức. Ta đã nói dối nó là ma, ta phải tạo nhiều đường hầm để thông với nhau. Ta dạy nó dùng lá mề thuật thôi miên để tồn tại và qua mắt mọi người. Tôi cũng nghe nói rất nhiều về tác dụng thần kỳ của các loại cây cỏ, thí dụ như là hơi thở của quỷ. Nhưng để khiến người ta tin mình là quỷ ma như Bích Châu thì tôi chưa thấy bao giờ. Ta chỉ dạy con bé thôi miên và phun lá mề cho người khác trúng độc tạm thời, còn những cái khác do Sơn Duy dạy hết. 20 mấy năm sống đời sống hoang dã để sinh tồn chốn rừng sâu, Sơn Duy đã giỏi hơn ta rất nhiều. Mọi chuyện cũng đã tới hồi cuối rồi, tại sao ông không kết thúc luôn đi? Đúng thời khắc, mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Tôi nghĩ thật ra chuyện này cũng rất là đơn giản. Ông Mảnh đã bị bắt, nhân chứng vật chứng cũng đã đầy đủ rồi. Chỉ cần ông đem toàn bộ câu chuyện năm xưa ra trình báo với công an, ông Quân Bảo chắc chắn sẽ phải đền tội trước pháp luật thôi. Quân Bảo đã dày nợ của thần linh, hắn dám giết chết thầy Mo, hắn sẽ phải đền tội trước thần linh. Đúng như lời nguyện của thầy Mo trước lúc Lâm Dung đã trăn trối lại, cũng như con trai của hắn, hắn sẽ phải tự giết mình. Tự giết mình sao? Tao đâu có bị điên. Không ngờ bao nhiêu lâu nay mày vẫn nuôi ảo tưởng đó. Tao không có ảo tưởng. Bao nhiêu năm trời nay, tao chỉ chờ tới ngày hôm nay. Là ngày gì? Là ngày mà mày sắp chạm tay vào mơ ước, và cũng là ngày mà mày không còn gì, thậm chí cả mạng sống. Mày lại muốn giở trò thôi miên con nít hay sao? Bắt tao nhảy lầu tự vẫn, giống như mày từng làm với ba đứa con của tao. Chứ Quân Bảo,
chú đã biết tất cả mọi chuyện sao? Trước đây thì tao cũng biết, nhưng nhờ cái thằng nhiều chuyện như mày tới lục lọi phá phách, lật tung hết tất cả trong nhà tao thì tao mới biết. Dù sao thì tao cũng cảm ơn mày đã giúp tao trừ khử một con ma xó mà A Quan đã tặng cho Hơ Lan. A Quan, mày đừng nghĩ rằng tao không biết con ma đó là người. Ông biết Bích Châu còn sống mà vẫn cho quả thiêu hả? Ông có còn là con người không vậy? Hắn không còn là con người lâu rồi. Tao chỉ có chút ngạc nhiên khi mày biết con ma đó là con người. Mày có thể giả ngu giả ngơ lâu như vậy, lẽ ra theo bản tính độc ác của mày, mày đã phải giết nó từ lâu rồi. Thực ra đúng là đứa con quan đó cũng làm cho tao chướng tai gai mắt lắm, nhưng tao muốn nó sống bởi vì tao muốn mày có một điểm yếu là vẽ cho tao tấm bản đồ. Và cuối cùng tao cũng sắp hoàn thành tâm nguyện rồi. Không bao lâu nữa toàn bộ khu nghĩa địa voi này sẽ thuộc là của tao. Khốn nạn. Nhưng mà mày đã nằm mơ hơi sớm rồi. Bí mật của thần linh sẽ biến mất trên thế gian này, vĩnh viễn chấm dứt tham vọng của mày. Mày định làm gì? Khốn nạn, khốn nạn. Ngày hôm nay mày sẽ bị thần linh trừng phạt. Những linh hồn của ngài đang trỗi dậy đuổi theo mày và mang cho mày cái chết khủng khiếp nhất. Định giở trò gì nữa đây? Muốn thôi miên tao nữa à? Ngài đang đến. Quân Bảo, hãy đón nhận sự trả thù khủng khiếp của ngài. Ngài không đến một mình, ngài đến với cả một đội quân hùng hậu. Ngài sẽ giẫm đạp mày bẹp dí như chân của ngài. Mày phải chết, mày phải chết, mày phải chết một cái chết đau đớn nhất. Đó là lời mời cuối cùng của thầy mộ A Quân này. Ngài, ngài đang đến, mày phải chết. Đó là lời mời cuối cùng của thầy mộ A Quân bản tình này. Mày phải đón nhận sự trả thù khủng khiếp nhất của vô thần. Im đi, im đi, im. Ngài đang đến, im đi. Ngài đang đến, im đi. Mày phải trả giá, mày phải trả giá. Ngài đang đến, ngài đang đến. Mày hãy nhìn bình đoạn ngài đang đến. Ngài đến rồi, ngài đang đến. Mày phải trả giá Quân Bảo. Mày sẽ phải trả giá thôi Quân Bảo. Mày phải trả giá, mày phải trả giá. Ngài đang đến, mày phải trả giá. Mày phải trả giá với những tội lỗi của mày đã gây ra. Quân Bảo, mày phải trả giá. Ngài đang đến. Ngài đang đến. Mày phải trả giá với những tội lỗi của mày đã gây ra, Quân Bảo à. Quân Bảo, mày phải trả giá. Ngài đến rồi, mày phải trả giá thôi Quân Bảo. Mày phải trả giá. Sao không? Thầy Mo, thầy Mo, thầy Mo, ông có sao không thầy Mo? Ta đã làm được rồi,
Cuối cùng ta cũng đã làm được rồi. Kỳ Phương, tận mắt người cũng đã nhìn thấy rồi phải không? Là hắn tự lao đầu xuống vực mà chết. Hắn đã chết trong cảnh quan và khiếp sợ. Máu ra nhiều quá. Thầy Mo, ông có đem theo thuốc cầm máu không thầy Mo? Không cần tốn công tốn sức nữa. Kỳ Phương, ta có vài lời, người hãy giúp ta thực hiện. Thầy Mo, ông sẽ không sao đâu. Thầy Mo, để tôi kêu mọi người tới giúp nha. Không, cả đám tụi nó đã bị ta bỏ thuốc ngủ vào thức ăn, còn lâu lắm mới tỉnh lại. Thầy Mo, ông phải cố lên, ông không được bỏ cuộc. Bà Hơn Ê và mọi người đang đợi ông về kìa. Vậy gặp Hơn Ê, tôi hãy nhắn giúp ta một chuyện. Ông nói đi. Kiếp này ta đã không trọn lời thề với bà ấy. Ta xin lỗi bà ấy. Nếu như có kiếp sau, nhất định ta sẽ cưới bà ấy làm vợ. Người có nhắn giúp ta được không? Dạ. Còn Phận Minh Châu, ta giao con bé lại cho ngươi. Hãy giúp ta chăm sóc con bé đàng hoàng. Người có hứa không? Nếu có thể tôi muốn xin trở về, để xóa hết quá khứ những tháng năm lỗi lầm, thật tâm sám hối trước những nỗi đau trần gian, nơi dấu chân của tôi làm cho nát tan. Nếu có thể tôi muốn xin trở về, để con thấy ánh sáng hạnh phúc của cuộc đời, để được thành tháng đón nắng sớm của bình minh, để rồi lòng con trong đây còn được tái sinh. Thầy Mo! Thầy Mo! Thầy Mo! Nếu có thể tôi muốn xin trở về. Một lời nguyện độc ác, tất cả đã kết thúc rồi. Ông hãy ra đi thanh thản. Những lời con hứa với ông, nhất định con sẽ hoàn thành. Hạnh phúc của cuộc đời, để được thành thang đón năm sớm của bình minh, để rồi lòng con trong tôi còn được tái sinh. Tôi đã sai từ đâu? Tóc mà còn đẹp quá à. Đẹp giống như là tóc gì ngày xưa vậy. Ủa, tóc gì ngày xưa cũng đẹp hả? Ừ. Nhưng mà con không có giống gì. Mà con không phải là người, mà con là ma. Cho dù đẹp đi chăng nữa cũng đâu được yêu, đâu được lấy chồng đâu. Vậy chắc mà con buồn lắm hả? Dạ, mới đầu á mà con buồn, nhưng mà bây giờ á mà con vui nhiều hơn. Vậy mà con vui cái gì nè? Mà con vui á là tại vì có dì với lại chú. Không, chỉ cần được ở bên dì á là mà con vui lắm rồi. Dì cũng vậy á. À, mà con nè. Dạ. Dạo này con thấy dì có gì lạ lạ không? Lạ. Lạ là lạ gì dì? Dì thấy dạo này da của dì đẹp hơn nhiều, mà trẻ ra nữa. Mà con có thấy vậy không? Vàng ơi, cái này á là ma con làm mà, sao ma con không thấy được? Mà con làm cho dì? Đêm nào á ma con cũng lấy lá mà con đắp lên má của dì hết á, tại vì ma con muốn dì đẹp á. Mà tại sao tự nhiên ma con lại muốn dì làm đẹp? Không phải tự nhiên đâu, mà con nghe thầy Mo nói á là dì với lại chú Sơn Di sắp gặp nhau rồi, nên mà con muốn dì đẹp để chú Sơn Di thích. À, Quân nói vậy thiệt sao? Sơn Duy đúng là vẫn còn sống sao?
Nhìn mặt mẹ tội nghiệp quá. Muốn nói cho mẹ biết là ba còn sống, nhưng mà lão A Quân đã cấm mình rồi, làm sao bây giờ? Mà con A Quân ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Chuyện gì vậy con? Ba của con, ba của con rơi xuống vực, chết rồi. Cả thầy Mo cũng. Thầy Mo? A Quân, A Quân sao? Thầy Mo cũng chết rồi. Thi thể của hai người được mọi người đem về để ngoài sân. Không thể nào, không thể nào. A Quân, A Quân, A Quân, A Quân. Bích Hà nói sao? Thầy Mo, thầy Mo chết rồi hả? Không được, không được. Thầy Mo, thầy Mo. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đâu hết rồi? Tất cả mọi người đã quá mệt mỏi sau một quá trình dài. Họ đã về nghỉ ngơi trước khi tới gặp công an cho lời khai. Xác A Quân đâu? Bảo vệ bí mật của thần linh nên đã bị ông Quân Bảo bắn chết. Rồi sau đó ông Quân Bảo quá điên với lời nguyền của thầy Mo, cho nên ông Quân Bảo đã nhảy xuống vực tự tử. Anh nói nào? Ba tôi không tự tử. Ba tôi không tự tử khi chưa tìm ra tôi có báo. Ba tôi còn sống. Và tôi hứa là tìm con báo về cho tôi mà. Bà ơi, bà ơi, tìm con báo về cho con mà. Không, bà còn sống. Bà còn sống. Ba tôi vừa chết. Ba tôi còn sống. Thầy Mo ơi, thầy Mo.
Bà con, bà con. Thầy Mo bà con ơi, ông ở đâu vậy? Bà con, bà con. Nghe anh chị Phương nói nè, thầy ở con chết rồi. Mà con biết mà, mà con biết là thầy Mo chết rồi. Nhưng mà ma con muốn tìm hồn ma của thầy Mo. Mà con muốn tìm hồn ma của thầy Mo à? Ừ. Chẳng phải á, chết rồi á là người ta sẽ biến thành ma giống như ma con hả? Thầy Mo cũng sẽ biến thành ma. Nhưng mà kỳ này á, chắc ma con sẽ khổ lắm á. Lão mà thành ma là lão sẽ cằn nhằn ma con nhiều lắm á. Thầy Mo ơi, lão đâu rồi? Hồn ma của lão đâu? Ra đây đây. Ma con, thầy Mo con ơi. Ma con à, nghe anh nói nè. Hả? Nghe anh Kỳ Phương nói, em sẽ không bao giờ thấy được thầy Mo nữa đâu. Tại sao không? Em là ma, tại sao không thấy ma chứ? Thế gian này không có ma tồn tại. Mà con là ma nè. Mà con là con người. Phương nói gì vậy? Vì mà con là con người, mà con không phải là ma. Cô ngồi xuống đi cô. Bác sĩ, tình hình sao rồi bác sĩ? Chúc mừng người nhà, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cô ơi. Dạ cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Tôi không biết dùng lời nào để cảm ơn bác sĩ hết. Bà không cần phải cảm ơn, đó là công sức của cả tập thể. Nhưng trên hết phải nói đến ý chí kiên cường của bệnh nhân, nếu không thì khó mà thành công. Dạ. Dạ cảm ơn bác sĩ. Dạ cảm ơn bác sĩ. Tôi vào thăm bệnh nhân được chưa bác sĩ? Vẫn chưa, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe bệnh nhân vẫn còn rất yếu, mọi người chưa thể vào được. Khi sức khỏe anh ấy thực sự sẵn sàng, chúng tôi sẽ cho bà vào thăm. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép. Cô ơi, cô may quá. Mai Trâm, con có nghe gì không? Dạ. Qua cơn nguy kịch rồi. Qua cơn nguy kịch rồi. Ông A Quân mà ông biết được chuyện này chắc ông sẽ vui dư lắm. Ta mừng lắm. Dạ. Ta mừng lắm. Ta ơn Giang. Dạ. Gì? Chị Trâm, sốt xuất huyết nằm trong này hả gì? Sao con biết mà tới đây? Kỳ Phương kêu con tới để coi có giúp được gì không. Chú sao rồi dì? Ông rồi, ông rồi. Bác sĩ nói qua cơn nguy kịch rồi. Dạ. Ủa con liên lạc được với Kỳ Phương hả? Không phải nói với ông A Quân với Lai Quân Bảo vào rừng đi săn sao? Dạ, đoàn đi săn xong rồi về rồi dì. Về rồi thì tốt. Con gọi điện thoại cho Kỳ Phương, kêu nó báo tin này cho ông A Quân để ông mừng nghe. Đúng rồi đó Lan Trinh, em nói đi. Đi, gọi đi con. Dạ. Thì A Quân. Ông A Quân làm sao? Lan Trinh. Thì mất rồi. Mất rồi hả? Thì bị ông Quân Bảo bắn chết rồi gì? Bị Quân Bảo bắn chết hả? Dạ. Không. Không đâu. Không có đâu. Dì ạ. Không. Dì. Không đâu. Quân Bảo. Cô dì ơi. Cô dì ơi. Cô dì. Cô ơi cô. Dì ơi dì. Cô tỉnh dậy đi cô. Bác sĩ. Cô ơi. Bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi. Bác sĩ. Bác sĩ ơi. Cô ơi cô. Bác sĩ. Tỉnh dậy đi cô. Bác sĩ ơi. Cô ơi. Tỉnh dậy đi mà. Dì ơi. Cô ơi. Dì ơi dì. Dì tỉnh lại đi. Bác sĩ ơi. Bác sĩ. Dì ơi. Chân gì? A Quân đi đi. Mày phải cố gắng sống, sống thật tốt để thay tao chăm sóc những người yêu thương. Đừng phụ lòng Hơ Lan nghe. Chân Duy, hãy nhớ lời của A Quân nhé. Thank you.
Sao ông lại bỏ tôi ra đi như vậy chứ? Sao ông lại bỏ tôi? À Quân, ba ơi, sao bà bỏ con đi như vậy hả ba? Bà nói là ba sẽ đem kho báu về cho con, cho con trở thành công chúa sung sướng và hạnh phúc nhất trên đời. Vậy mà chưa gì ba đã đi, ba bỏ con lại một mình. Ba ơi, tại sao ba không nghe lời hả ba? Sao ba lại giết người? Sao ba lại làm những chuyện độc ác như vậy? Tham vọng vào quyền lực để được gì hả ba? Cuối cùng ba cũng bỏ con mà đi rồi. Ba ơi, bây giờ con biết phải làm sao? Con phải sống như thế nào hả ba? Con phải sống như thế nào cho những tội ác mà ba đã gây ra? Ba ơi, con không muốn, con không muốn làm công chúa, con muốn giàu sang quyền lực, con chỉ muốn bà sống với con. Bà thương con như vậy, cho bà nỡ bỏ con? Con chịu đâu, con chịu, con chịu. Bà dậy đi, bà dậy với con đi, bà dậy với con đi. Bà con nhớ rồi, bà muốn con lên Sài Gòn làm bác sĩ, bà muốn con tránh xa lời nguyền. Bà yên tâm nha, con sẽ nghe lời bà, con sẽ làm bác sĩ giỏi, con sẽ chữa bệnh cho người ta nè. Con không cần kho báu đâu, bà đừng có đi lấy nữa nha. Con không cần đâu, bà đừng có bỏ con mà. Bà đừng có đi, con không cần gì hết, con chỉ cần ba thôi. Bà đừng đi, con sợ lắm. Mà con sẽ biến cha nuôi thành ma sói.
sẽ cha nuôi ở bên cạnh mà con suốt đời. Cha nuôi đừng có xa mà con được không? Mà con nhớ cha nuôi lắm, cha nuôi ơi. Cha ơi, cha nuôi ơi, con nhớ cha nuôi lắm. Khi mà nhìn thấy bức thư này, có nghĩa là A Quân tôi không còn trên đời này nữa. Kiếp này tôi không trọn lời thề với bà. Tôi xin lỗi. Nếu như có kiếp sau, tôi nhất định sẽ cưới bà làm vợ. Tôi yêu bà. Sẽ cười tôi, vậy mà ông đành lòng ra đi để tôi ở lại một mình. A Quân, ông là kẻ lừa dối. Tại sao ông lại lừa dối tôi? Tôi lừa dối bà khi nào? Tôi vẫn còn sống sờ sờ trước mặt bà đây. Con sống sao? Mọi người nói ông đã chết rồi. Tôi biết ông vẫn còn thương tôi mà, đúng không? Ông không đành lòng bỏ tôi ra đi. Ông trở về để cưới tôi, đúng không? Tôi chưa bao giờ tôi muốn bỏ bà một mình lại trên thế gian này. Tôi sẽ cưới bà như là ước hẹn. Hờ đề, tôi yêu bà nhiều lắm, bà có biết không?
Quân. A Quân. A Quân. A Quân. Ông đừng đi mà. Ông đừng đi mà. Đừng đi. Đừng đi mà. Tại sao? Tại sao ông đã gạt tôi hai mươi mấy năm rồi, bây giờ ông còn muốn gạt tôi nữa là sao? Áo Quân, tại sao ông đối xử tệ bạc với tôi như vậy? Tại sao? Áo Quân, Áo Quân ơi, đừng bỏ tôi. Ông đừng bỏ tôi mà. Cậu nói là Bích Châu là con gái của tôi. Nó là người, không phải là ma. Dạ đúng. Cậu cứ nói dối tôi. Cậu nói để tôi vui đúng không? Anh Kỳ Phương không có nói dối đâu mẹ. Chuyện con là con của mẹ, thầy Mo nói với con lâu rồi. Nhưng mà chuyện con là người thì giờ con mới biết. Từ lâu con đã biết con là con gái của mẹ, mà sao bây giờ con mới nói cho mẹ biết vậy? Dạ mẹ, con cũng muốn nói lâu lắm rồi, nhưng mà cha nuôi dặn con không được nói. Cha nuôi dặn á là xong chuyện đi rồi hai cha con đi gặp mẹ cho mẹ vui, nên con không có dám nói. Mẹ, mẹ đừng có giận con nha mẹ. Nha mẹ. Ngồi xuống đây với mẹ. Làm sao mà mẹ giận con được chứ? Con là kết tinh của tình yêu của mẹ và Sơn Duy mà. Dù con có là người hay là ma thì mẹ vẫn yêu con, vẫn thương con. Mẹ, mẹ, mẹ đừng có khóc nữa. Mẹ, nhưng mà con thấy á, nếu mà con làm người á thì vẫn tốt hơn chứ, đúng không mẹ? Lúc đó con không phải mắc tình trạng tình người duyên ma nữa. Lúc đó con sẽ được làm vợ của anh Kỳ Phương. Hả? Hả 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 gì? Bộ anh hứa với em anh không nhớ hả? Anh nói á là sau khi em đầu thai rồi thì anh sẽ cưới em. Bây giờ em làm người rồi, không cần phải đầu thai nữa. Nè, hay là anh định nuốt lời em á? Anh không có nuốt lời. Nhưng mà mấy cái chuyện này á, mình đừng nên nói trước mặt người lớn. À, không nói trước mặt, vậy mình phải nói sau lưng đúng không? Ờ. Anh Kỳ Phương, em yêu anh. Ờ. Anh lấy em nha. Đó, em nói sau lưng rồi đó, anh cưới em đi. Thôi đến nước này á thì cậu cũng không thoát được đâu. Dạ. Mẹ, ở đây có gì vui vậy mẹ? Không có chuyện gì đâu con. Sao con mẹ không chịu ngủ hả? Sao ba của con chưa về nữa? Mẹ nói ba về với con đi, con sắp phải đi học rồi đó. Ba còn bận công chuyện chưa về được. Thôi con nghe lời mẹ, con đi vô ngủ nha. Con buồn ngủ, mẹ nói ba về với con đi, con chờ ba lâu quá. Để chị chơi với em. Mẹ nói ba về với con đi. Mẹ, chị sẽ chơi với em. Chị là ai vậy? Chị là con ma xó nè, em quên chị rồi hả?
Ma xó hả? À, em nhớ rồi, con ma xó hay giấu đồ chơi của em. Từ nay trở đi á, chị không giấu đồ chơi của em nữa đâu. Chị hứa đi. Chị hứa. Vậy thì em sẽ cho chị chơi với em. Bây giờ mình đi chơi thôi. Mẹ con đi chơi nha. Anh Kỳ Phương, em đi chơi nha. Nhìn Bích Hà ngẩn ngơ vậy thật là đau xót. Mong mẹ mau chóng tỉnh trí, để lại là cô gái hoạt bát đáng yêu như ngày nào. Dù biết rằng khi ấy em sẽ phải chấp hành bản án nghiêm khắc của pháp luật vì tội đồng lõa với ba mình, nhưng gia đình sẽ luôn bên cạnh vì tương lai của em vẫn còn rất dài ở phía trước mà. Theo như kết quả chụp MRI cho thấy thì bệnh nhân không bị chấn thương não bộ nghiêm trọng như chúng ta suy luận, có thể quá trình điều trị sẽ không khó khăn lắm. Theo như lời của bác sĩ là não bộ không bị chấn thương nghiêm trọng, vậy thì tại sao chú ấy lại không nhớ gì hết vậy? Trong y khoa cũng có một số trường hợp bệnh nhân thường bị mất trí nhớ do sang chấn tâm lý quá nặng, hoặc anh ta đã trải qua một cú sốc khiến anh ta không muốn nhớ đến nữa. Vậy trong những trường hợp đó, chú Sơn Duy có khả năng hồi phục lại trí nhớ không bác sĩ? Có thể có, cũng có thể không, tùy thuộc vào cơ địa của bệnh nhân. Hoặc người thân có thể khơi gợi lại những kỷ niệm, những ấn tượng, những ký ức sâu đậm. Kết hợp với thuốc men và y khoa hiện đại, chúng tôi sẽ cho anh ấy tập lại khả năng giao tiếp để hòa nhập với cuộc sống, thì cơ hội hồi phục ký ức vẫn có. Cảm ơn bác sĩ. Đừng có đi tìm kho báu nữa, con không cần đâu. Ba về với con đi. Ba ơi, ba đừng có đi tìm kho báu nữa mà. Mẹ đi cẩn thận nha, bước xuống bậc nè. Con định làm cái gì vậy hả? Sao tự nhiên hôm nay bắt mẹ thay y phục lễ hội rồi trang điểm, còn tính dắt mẹ đi đâu? Tại vì hôm nay á là ngày đặc biệt của mẹ mà. Ngày đặc biệt? Dạ. À, mẹ biết rồi. Mẹ biết gì hả mẹ? Để mẹ đoán coi. À, có phải hôm nay là ngày mà thằng Kỳ Phương á, nó đưa gia đình với xuôi lên đây để hỏi cưới con đúng không? Mẹ, con với anh Kỳ Phương có gì đâu mà cưới hỏi hả mẹ? Không có gì. Thì thôi cũng được. Để lần sau mẹ gặp Kỳ Phương á, mẹ nói là con không có yêu gì Kỳ Phương hết. Ha? Không phải, con... Con sao? Con yêu anh Kỳ Phương thiệt mà. Thấy chưa? Nhưng mà hôm nay là ngày gì? Thôi được rồi, con không để mẹ đợi lâu nữa đâu. Con gỡ ra cho mẹ nha. Mẹ nhìn đi. Sơn Duy là anh sao? Là...
Sau khi thoát khỏi đám cháy, anh chỉ biết chạy mãi vào đường sông. Sau đó, anh không còn nhớ gì nữa cả. Ngày xưa anh và em đã mang nó về nuôi khi mà nó mất mẹ trong rừng đó. Chính bé Tâm đã cứu mạng. Hay quá. Giờ ba con Bích Châu, Bích Châu đã có ba, có mẹ giống như bao nhiêu người khác rồi. Bà Sơn Duy, hôn mẹ đi. Nhanh lên, hôn mẹ đi. Đi, nhanh lên. Em lại nghịch ngợm gì vậy? Bộ những gì anh dặn em không nhớ sao? Nè, em đâu có quên đâu. Em cũng không có nghịch ngợm gì hết đó. Chẳng phải anh nói á, yêu nhau thì phải hôn nhau. Anh hùng em hoài sao không cho ba mẹ hôn nhau hả? Nè, em có người lớn mà. Lời nguyện nào đã theo tôi suốt cuộc đời, đôi tay vẫy tanh mùi máu chẳng thể. Dạ, bà A Quân còn sống để nhìn thấy cảnh này. Thầy, ông ấy nhất định sẽ thấy. Lời nguyện nào cứ như mùi giáo xuyên vào lưng tâm chẳng thể. A Quân, ông ở trên trời chắc chắn sẽ mỉm cười chúc phúc cho Sơn Duy và Hờ Lan, đúng không? Nếu có thể tôi muốn xin trở về để xóa hết quá khứ những tháng năm lỗi lầm. Thầy Mo kìa, thầy Mo ở trên trời, con thấy được thầy Mo rồi. Thầy Mo đang cười kìa. Nếu có thể tôi muốn xin trở về để con thấy ánh sáng hạnh phúc của cuộc đời, để được thanh thản đón năm sớm của bình minh, để rồi mẹ cũng thấy nữa. Ta-da-sai, ta-da-sai.